tư thì người ta định nghĩa dựa vào 203 triệu chứng. Rồi, đúng chưa? Một là gì? Đau ngực. Hai, biến đổi điện, điện học số tim, đúng không? Nói một cách khái quát. Ba là men tim, được chưa? Rồi, được không? Như vậy thì 2012 nó có gì khác? Được chưa? 2012 là nó gồm men tim cộng với một trong các triệu chứng sao? Nó chỉ có khác như đó thôi. Năm 1974 thì ta nói là khi có 2 trong 3 thì chẳng đó là nhồi máu cơ tim. Còn năm 2012 thì người ta nói có men tim cộng với một trong các triệu chứng sau thì gọi là nhồi máu cơ tim. Nó chỉ khác như đó thôi. Ok. Như vậy các triệu chứng khác là cái gì? Đúng không? Cũng là cái gì? Biến đổi điện học của tim, đúng không? Đúng không? Như vậy cũng giống bệnh trên cơm, có khác gì đâu. Đau ngực chỉ có khác gì đâu, đúng không? Như vậy thì nếu mà khoa học nó chỉ dừng lại ở đây thì nó không có khác gì hết, nó chỉ thay đổi về cái vị trí thôi. Vị trí ngày xưa là 2 trong 3, được không? Còn vị trí năm 2012 thì người ta nói là gì? Ta đưa men tim lên là tiêu chuẩn chính cộng với cái này là một trong các tiêu chuẩn sao. Vậy thôi, nó chỉ khác nhau rồi. Nhưng vì khoa học kỹ thuật nó phát triển, nó lòi thêm mấy cái nữa, đúng không? Lòi thêm hình ảnh của siêu âm tim là hình ảnh giảm động, có một cái tế bào dùng cơ tim nó chết, không hoạt động, được không? Rồi dựa vào gì? Mạch máu tim qua hình ảnh của DNA cho mạch mạch thấy mạch mạch tắt, được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi như vậy thì các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, nhưng mà các bạn thấy trong bài của thầy là mấy? Là 5, đúng không? Như vậy ở đây nó sẽ bắt buộc có 2 cái, đúng không? 2 cái là gì? Hết T và Nhân Quý. Vậy thôi. Như vậy chúng ta thấy không? Như vậy thì nếu mà khoa học kỹ thuật không phát triển thì cái định nghĩa 2012 với định nghĩa là 1974 chẳng có gì khác. Chỉ có khác với nhau là nó đưa thằng nào chính thằng nào phụ thôi. Năm 1974 là không có thằng nào chính thằng nào phụ hết. Có 2 trong 3 thằng nào chính đó, đúng không? Nhưng đến 2012 thì người ta đưa cái giá trị của men tim là tiêu chuẩn chính cộng với các cái triệu chứng kia, được không? Vậy thì nói vậy là các bạn thuộc cái gì, đúng không? Vì khoa học kỹ thuật phát triển thành ra chúng ta phải tận dụng thêm gì đó, ứng dụng thêm đây. Kịp không? Kịp không? Rồi. Rồi, vậy là chúng ta xong cái phần định nghĩa. Phần thứ hai là phần điều trị. Như vậy thì sau này nói thì sao cũng nói được nha. Điều này chúng tôi là cứ nói theo cái 1954 không ta cười cho nha. Như vậy thì các bạn thi á, các bạn viết cái nào cũng đúng hết á, nhưng mà nên viết theo cái mới. Tại vì cái người chấm thi á, cái người mà chấm thi cho các bạn á, họ cũng được học cái mới đó. Các bạn đừng có lấy cái cũ, người ta cười mình. Thật ra thì lấy cái cũ cũng được, nhưng mà các bạn chỉ là đảo ngược lại một chút xíu thôi. Thật ra nó không có cái gì mới đó. Nhưng mà do trong quá trình nghiên cứu của người, cái thằng này nó lớn khác người kia thôi. Các bạn nghe thấy không, ngày xưa là sốt xuất huyết sao? Độ 1, độ 2, độ 3, độ 4, bây giờ nó tách ra thành sốt xuất huyết. Không có dấu hiệu cảnh báo của sốt xuất huyết, có dấu hiệu cảnh báo. Mà sốt xuất huyết chết, các hiệu cảnh báo thì nó làm sao? À.
à, rồi cái sắp sốt xuất huyết đó, là cuối cùng nó cũng là độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 rồi có gì đó đúng không đó. Rồi về điều trị, về nguyên nhân, nguyên nhân của tầm máu cơ tim được không? Như vậy thì các bạn thấy là nguyên nhân đó là cái mạch máu nó tắc, phải không? Vậy là có hai cái mạch máu này này mà nó bị tắc, đúng không? Mạch máu này nó bị tắc đi thì về mặt bản thân cái mạch máu này, đúng không, nó bị tắc. Hoặc là cái gì đó nó làm cho tắc, cái di chuyển nó tắc, đúng không? Vậy nó gồm có hai cái, thrombo với embo, đúng không? Đó là một cái như vậy thì một cái thrombo nó gây tắc thì các bạn sẽ thấy cái gì, người ta chỉ hút lấy huyết khối ra là đôi khi không cần phải đặt cái then, và các bạn điều trị bằng tiêu sợi huyết thì nó lại thành công. Còn cái bản thân của mạch máu là nó tắc giữa cái mảng sơ vữa đó, nó bị bung ra, cái gãn nó cho bạn sơ vữa thì cái bản thân cái mạch máu nó vậy rồi thì di chuyển là điều trị bằng tiêm sợi huyết nó sẽ không thành công và bắt buộc phải can thiệp hay chỉnh, phải sửa lại cái ống đó. Như vậy thì chúng ta thấy gồm có hai cái thrombo, đúng không? Dạ, embo, đúng không? Embolic, đúng không? Đúng không? Có tay không? Dạ. Em Boris có tay không? Hả? Chữ tay mà FMLISM đúng không? Có tay không? Đó. Như vậy đi. Những cái này nó sinh ra từ đâu? Thì nó liên quan đến các yếu tố nguy cơ tim mạch. Nãy chúng ta học rồi, đúng không? Như vậy thì EPO thì nó là liên quan đến các yếu tố nguy cơ tim mạch, gồm có yếu tố nguy cơ thay đổi, yếu tố không thay đổi, yếu tố thay đổi được thì nó còn có yếu tố bệnh lý và yếu tố thói quen, đúng không? Đó. Còn cái thrombo là liên quan đến gì? Tăng đông, đúng không? Tăng đông. Tăng đông này nghĩa là bản thân đôi khi nó có một cái huyết khối ở trong buồng tim, à, ví dụ như trong hẹp hay là huyết khối sẽ có sẵn trong buồng tim, còn huyết khối từ nơi khác nó di chuyển cho ta, được chưa? Về điều trị thì chúng ta cũng có ba cái, đúng không? Nội, ngoại và can thiệp. Và trong điều trị thì chúng ta lại có hai nhánh, gồm có triệu chứng và nguyên nhân. Đó điều trị thì chúng ta thấy là triệu chứng của tầm máu cơ tim là gì, trong cái phần chẩn đoán chúng ta xác định rồi, đúng không? Gồm có đau, đúng không? Đó. Như vậy trong điều trị triệu chứng của chúng ta gồm có giảm đau, đúng không? Đó. Điều trị đầu tiên nhất là giảm đau. Giảm đau là cái gì? Thương liên giá, gì nữa? Quý còn thứ hả? Mừng hoặc phiền. Mau được chưa? Rồi thì các bạn sẽ thấy cái bài, trong cái bài nhồi máu cơ tim mà trong cái quyển sách của cô ba dạy năm 2000, cái quyển 2012 á, thì nó là cơ bản các bạn học chúng mình cho điều đó đi nghe. Rồi rồi do cái tình trạng nhồi máu cơ tim nó giảm đau là do rối loạn cung cầu, nghĩa là oxy, đúng không? Như vậy thì oxy nó có hai tác dụng, có thể nó cung cấp oxy nhưng mà nếu mà dùng liều cao quá thì nó gây ra co mạch, chính vì vậy là người ta chỉ dùng oxy khi, đúng không,
VOC nhiêu, nhỏ hơn mấy, đúng không? Nhỏ hơn mấy, đó, nhỏ hơn mấy phân? Nó có khuyến cáo đàng hoàng của hội tim mạch đàng hoàng chứ không phải tự mình nghĩ ra, tự mình đẻ ra, được chưa? Rồi thứ ba, để giảm cung cầu, đúng không, thì ức chế beta. Khi nó bị dồn áp cơ tim là nó do giảm cung cầu, nó rối loạn cung cầu, cung không đủ đủ cầu, đúng không? Tháng gửi cho có 3 triệu mà tháng này sinh nhật nhiều quá, thiếu cung không đủ cầu, tiền nó ăn mà sinh viên mà tiền ăn một tháng là năm liên tục suốt đời. Thấy không? Nó cứ khó đầu nhau mà. Trong cái khuyến cáo của họ thì mặt nó có thứ hai, thấy không Phương? Rồi, tức chế máy về tự động, tức chế beta. Thứ tư, thường người ta thông minh là người ta cho phở là nó có hai yếu tố xã hội, hiểu không? Yếu tố xã hội và yếu tố bệnh lý. Như thầy vừa hồi thứ tư thầy vừa phải đứng ra năn nỉ xin lỗi một người nhà của một người bệnh, cái thằng bác sĩ siêu âm, cái siêu âm thằng nhà về nó mười, nó hai mấy tuổi nó bị HCC, người nhà thì giấu mà thằng bác sĩ siêu âm thì không biết, cho uống thuốc nam để đưa lên siêu âm, nhưng siêu âm bắt đầu không phát, cái này về ăn gì ăn đi, cái về nhà nó không ăn luôn, hiểu không? Không ăn luôn, cái người nhà vô quậy. Tôi nói thiệt với bác sĩ, tôi mà không có ý, không có văn hóa là tôi vô tôi quýt bác sĩ siêu âm đó. Em xui rồi đều phải đứng nghe xin lỗi, mà đứng nghe xin lỗi thì mình cái thằng sai này không thể nó đưa cái mặt ra để cho tao quýt được, thì mình phải đưa cái lưng ra để mình đỡ, đúng không? Đầu tiên nhất là ghi nhận, lắng nghe, xin lỗi và vẫn phải bảo vệ cho đồng nghiệp bằng cách là đồng nghiệp tôi nói không có sai, nhưng mà nói không đúng, đúng không? Như hiểu là không có nào tội, đúng không? Nguyên tắc của đời học có nào tại gì? Phải không biết sai, đúng đúng là đúng, đúng không? Đúng sai là sai, sai đúng là sai, nào chưa? Học thường thở còn thơ ngày hai buổi tới trường, phải không? Đúng không? Phải không? Mà chúng ta đã học tiết nhập rồi, đúng không? Chúng ta học tiết học rồi, nó có hai cái gọi là gì? Nhân sinh quan và thế giới quan, mà có hai cách nhìn. Nhớ này không? Nhân sinh quan và thế giới quan, nhân sinh quan là bản thân mình nhìn, còn thế giới quan là mọi người nhìn, đúng không? Còn về bên đi học của mình là cái gì? Tâm lý và bệnh tật, tâm lý xã hội bệnh tật. Như vậy thì chúng ta được quyền nói dốc, mà nếu cái nói dốc nó có lợi, được chưa? Đó, hiểu chưa? Phải biết ứng án áp dụng toán học. Y học là một ngành khoa học tự nhiên, có biết được khoa học tự nhiên giống khoa học xã hội không? Như vậy tất cả những cái gì mà bắt các bạn học trong bộ môn khoa học tự nhiên thì các bạn có thể đều áp dụng vào được, được không? Như ví dụ như một cái gọi là một cái uy tín đi, một cái thương hiệu ha, là một cái giá trị của một con người theo định nghĩa của toán học, nó là một mẫu số, nó là một phân số.